ngày 23 tháng 10, Công an huyện Tiên Du phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hoàn Sơn tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Tại hội nghị, nhân dân xã Hoàn Sơn đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay. Với tinh thần dân chủ, công khai, cởi mở, hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của người dân trên địa bàn xã. Theo đó, đa số người dân đều đánh giá cao về lễ tiết, tác phong, hiệu quả của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và khi tiếp xúc với nhân dân. Bên cạnh đó là những ý kiến đóng góp về biện pháp giải quyết, ngăn chặn các vấn đề liên quan đến tín dụng đen, tội phạm lừa đảo, đẩy nhanh thủ tục làm tạm trú, tạm vắng, cách sử dụng ứng dụng VNEID. Người dân mong muốn lực lượng công an tăng cường tổ chức những cuộc tập huấn về phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân. Những thắc mắc của nhân dân đã được đại diện các đội nghiệp vụ công an huyện giải đáp theo chuyên môn và thẩm quyền. Kết thúc hội nghị, đồng chí lãnh đạo công an huyện đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân. Qua những ý kiến đóng góp trên, mỗi cán bộ chiến sĩ công an huyện tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước đó, ngày 20 tháng 10, tại Ủy ban nhân dân xã Mộ Đạo, Công an thị xã Quế Võ đã tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2023. Tại hội nghị, nhân dân xã Mộ Đạo đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp lực lượng công an kịp thời nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Với tinh thần cầu thị thẳng thắn, đại diện lãnh đạo công an huyện đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kiến nghị nhân dân phản ánh, giải đáp làm rõ ngay tại hội nghị những vấn đề người dân quan tâm, đồng thời mong muốn người dân tiếp tục quan tâm đóng góp giúp lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Đây là một loại hình sinh hoạt chính trị quan trọng đối với lực lượng công an thị xã Quế Võ nói chung và lực lượng công an xã Mộ Đạo nói riêng. Qua diễn đàn, cán bộ chiến sĩ công an thị xã Quế Võ được trực tiếp lắng nghe những ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó tạo chuyển biến về ý thức rèn luyện, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.